thầy tử vi hé lộ trước tháng 6 âm, may mắn xuất hiện tuần lễ vàng. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, ăn to lập tổ tiên, bất ngờ ôm cả đống tiền, đổi đề ngoạn mục. Xin chào quý cô bác anh chị thân mến. Tạo Lộc TV rất vui mừng được chào đón quý vị và chào mừng quý vị trở lại với kênh. Chúng tôi xin chúc quý cô bác anh chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý tín chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, cái căn nguyên sự nghiệp của một Ất Mão cũng như cái gốc cây, cái hạt trồi lên nhờ được vun trồng tưới tắm. Cái ta tưới ở đây là mồ hôi, là nước mắt, là tài năng, là nghị lực, là kiên trì, là bền bỉ, cùng vô vàn những nỗ lực vô hình không tên. Và sự phân hóa chất lượng gốc cây đấy sẽ được nhận thức một cách rõ ràng ở thời điểm vặn về, cho mọi thứ trổ bông kết quả. Nên đừng suy tư rằng mình đã cố rất nhiều và chưa nhận được thành quả gì cả, mà hãy cứ lo lắng rằng mình cố chưa đủ nhiều, cháy chưa đủ hết, chăm chỉ chưa đủ sâu để có thể ngay lập tức tận dụng được thời cơ khi vận may ập tới. Người đang làm, trời đang nhìn, thời vận đang luân chuyển, nhưng đừng quá quan tâm hay phụ thuộc vào cái vô hình không thể quản lý là trời và vận. Thay vào đó, cứ tập trung cái hữu hình là tất cả những gì Ất Mão có thể xoay chuyển, có thể đổi đề, có thể tưới tắm, vạn sự càn khôn gói gọn ở lòng bàn tay. Sau khi xem tử vi từng tuổi trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng tháng 6 âm lịch năm 2024 giáp thìn này, nếu như bản mệnh Ất Mão biết cách nắm bắt thời cơ và luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, thì bản mệnh sẽ được thần tài quý nhân phụ trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp tài lộc phất lên như diều gặp gió, trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp, sắm xe sang, làm từ thiện cứu vớt thiên hạ. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, Tài Lộc TV sẽ cùng với quý anh chị luận giải về tử vi của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 6 âm lịch, giúp quý mệnh chủ chuẩn đoán được vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe của bản thân cũng như những thuận lợi và khó khăn của mình. Đặc biệt, chúng tôi xin cảnh báo về 3 hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi tháng 6 âm năm 2024 tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mà chưa từng có ai tiết lộ. Và chỉ cần tránh 3 hiểm họa này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ, đổi đời siêu giàu. Kính thưa quý cô bác anh chị, đặc biệt là quý mệnh chủ Ất Mão sinh năm 1975, trong video luận giải tử vi tuần lễ vàng trong tháng 6 âm lịch năm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu có giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có gặp phải những khó khăn nào và tuần lễ vàng xuất hiện vào thời điểm nào trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Mong rằng quý cô bác anh chị sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời, giàu có, cuộc đời sang trang quý vị nhé. Và trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch, chúng ta hãy điểm nhanh qua đặc điểm tính cách và phẩm chất làm nên một Ất Mão mạnh mẽ, kiên cường và tài giỏi trước bão giông. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 và 2035 mang mệnh thủy, giống như chú mèo thông minh, khôn ngoan và đắc đạo. Chú mèo ấy với đôi mắt sáng lấp lánh và bộ lông mềm mại luôn tỏ ra bình thản trước mọi biến cố của cuộc sống. Người tuổi Ất Mão cũng vậy, họ sở hữu sự thông minh và khôn ngoan, luôn biết cách xoay sở trong mọi tình huống và dường như luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Chú mèo đắc đạo với những bước đi nhẹ nhàng, khéo léo, có thể len lỏi qua mọi ngõ ngách mà không gây ra tiếng động nào. Người tuổi Ất Mão cũng có tính cách linh hoạt và khéo léo, biết cách thích nghi với mọi hoàn cảnh và luôn hành xử một cách tinh tế.
Sự linh hoạt này giúp họ dễ dàng vượt qua các thử thách và luôn nổi bật trong đám đông. Chú mèo đắc đạo khi nằm trên mái nhà ngắm trăng luôn tỏ ra bình thản và an nhiên. Người tuổi Ất Mão cũng có tính cách bình thản, không dễ bị xao động bởi những khó khăn hay biến cố trong cuộc sống. Họ biết cách giữ cho tâm hồn mình luôn an nhiên, tự tại và tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị xung quanh. Chú mèo đắc đạo dù bình thản vẫn mang cho mình sự tò mò vô tận, luôn khám phá mọi ngóc ngách của thế giới xung quanh. Người tuổi Ất Mão cũng có tính cách tò mò và yêu thích khám phá, luôn tìm kiếm những điều mới mẻ, không ngại thử thách bản thân. Sự tò mò này giúp họ không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Chú mèo đắc đạo khi không đuổi theo cánh bướm bay, nằm phơi nắng, luôn tỏ ra dịu dàng và tình cảm, đặc biệt là với những người mà nó yêu thương. Người tuổi Ất Mão cũng có tính cách dịu dàng và tình cảm, luôn biết cách quan tâm, chăm sóc gia đình và bạn bè. Sự dịu dàng này giúp họ xây dựng được những mối quan hệ bền vững và đầy yêu thương. Chú mèo đắc đạo với bản năng nhạy cảm có thể cảm nhận được những điều mà người khác không thể thấy. Người tuổi Ất Mão cũng có trực giác mạnh mẽ và nhạy cảm, luôn có thể cảm nhận và dự đoán những điều sắp xảy ra. Sự nhạy cảm này giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn và luôn đi trước một bước trong mọi tình huống. Người tuổi Ất Mão qua lăng kính văn học hài hước hiện lên những chú mèo đắc đạo, thông minh, linh hoạt, bình thản, tò mò, dịu dàng và nhạy cảm. Những tính cách này không chỉ giúp họ sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và thú vị mà còn khiến họ trở thành những người bạn đồng hành tuyệt vời, luôn mang lại niềm vui và sự bình yên cho mọi người xung quanh. Với tinh thần như vậy, họ không chỉ là những người sống động và đáng yêu mà còn là những người góp phần làm cho cuộc sống thêm phần phong phú và màu sắc. Và sau đây sẽ là luận giải tổng quan tử vi tuổi Ất Mão tháng 6 âm lịch, những dự đoán chính xác cho tương lai của Ất Mão. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, giới tiên tri tử vi phương Đông tiết lộ trước, bước sang tháng 6 âm lịch này, bản mệnh Ất Mão sinh năm 1975, chuẩn bị tinh thần, đón nhận nhiều may mắn và thuận lợi trên con đường sự nghiệp và làm giàu. Xét về địa chi, Mão gặp Mùi, lâm cục diện tam hợp, vạn quý nhân vượng, công việc làm ăn nếu thay đổi hoặc mở mang thêm, ắt có người giúp đỡ. Tài lộc ngày càng dồi dào, làm ăn buôn bán được lộc. Đây là giai đoạn dần đi vào ổn định của con giáp này. Mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa. Các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của bản mệnh. Tình hình công việc trong tháng rõ ràng thuận lợi hơn trước. Bạn có thể sẽ được giao phó trọng trách nào đó, hãy nỗ lực thể hiện, bởi đây là cơ hội để bạn thăng tiến đấy. Các mối quan hệ xã giao trong tháng này cũng rất hài hòa và tốt đẹp. Bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm bằng hữu, mở rộng mạng lưới bạn bè, tăng cơ hội gặp quý nhân. Đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo đơn thương độc mã. Nhân đà này, bản mệnh cũng nên tận dụng sức mạnh tập thể để gặt hái thành công lớn hơn. Xét về thiên can, Ất Mộc gặp tăng kim là thắc sát. Thắc sát chiếu mệnh đem đến điềm báo tiểu nhân vẫn đang ở bên rình rập, chỉ chờ bạn sơ hở để hạ bệ. Đối thủ cũng thường tìm cách cạnh tranh không lành mạnh, gây phiền phức cho công việc kiếm tiền của bạn. Bạn cần giữ vững nguyên tắc làm việc của mình, giữ chữ tín với khách hàng. Đôi lúc có thể chịu thiệt một chút nhưng không ảnh hưởng tới danh dự của mình thì nên chấp nhận. Dù có muốn kiếm tiền nhanh đi nữa, bản mệnh cũng đừng nghĩ tới việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác. Làm việc gì, bạn cũng hãy dựa vào sức lao động của chính mình. Như vậy thì tinh thần mới nhẹ nhõm, không bị cắn rứt lương tâm. Thực thần đắc động giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn của Ất Bảo trong tháng này diễn ra nhẹ nhàng, nhiều chuyển biến tích cực. Bạn có thể yên tâm duy trì hoạt động buôn bán kinh doanh hiện tại. Tháng này không thích hợp khởi nghiệp hay mở rộng đầu tư, để tránh vận xui ập đến khiến tiền bạc hao tổn, nên giữ nguyên trạng thái cũ sẽ tốt hơn.
Tỷ Kiên, chịu tác động từ Tỷ Kiên, người tuổi Ất Mão có cơ hội thể hiện thế mạnh của bản thân một cách rõ ràng hơn. Bạn đưa ra được những quyết định sáng suốt, dù gặp phải bất cứ tình huống nào, người tuổi này cũng xử lý nhanh gọn, hợp lý, hợp tình, ngày càng chứng tỏ được vị thế quan trọng của mình trong tập thể. Tháng này, bạn cũng không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Nếu chăm chỉ làm thêm ngoài giờ thì sẽ kiếm thêm được một khoản xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Mặc dù sẽ vất vả và không được nghỉ ngơi nhiều, nhưng đó là cách hiệu quả để cải thiện thu nhập. Thiên tài, vận trình tài lộc của Ất Mão cũng trên đà khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do, trong tháng này đều gặt hái kết quả như ý. Người tuổi này đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Thiên tài đem về các khoản thu hoạch nhất định, hơn nữa bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh đầu tư trong tháng. Thiếu âm, trong mệnh có thiếu âm đem đến cho Ất Mão tinh thần vui tươi, phấn chấn, suy nghĩ tích cực. Các tinh này cũng giúp xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa, nhân duyên cát lành, đem đến nhiều cơ hội cho bản mệnh. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Ất Mão 1975 tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tam hợp cục xuất hiện, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Bản mệnh càng cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình. Tam hợp cục xuất hiện, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Bản mệnh càng cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình. Sau những bấp váp ở tháng trước, Ất Mão đang dần lấy lại phong độ. Ngoài ra, bản mệnh làm gì cũng có phần thuận lợi hơn, nên hãy tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, triển khai dự án mới. Các khí còn che chở cho Ất Mão ở phương diện tài chính, tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ. Người làm công ăn lương, chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương. Còn người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Chuyện tình cảm cũng rộng mở, nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ. Các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ nên hiếm khi xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của Ất Mão trong tháng này cần phải chú ý nhiều nhất. Áp lực từ công việc khiến bản mệnh sa sút cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu không có kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý, sẽ rất có hại cho sức khỏe của bản mệnh trong tháng này. Tử vi tuổi Ất Mão 1975 tháng 6 năm 2024 âm lịch, Nam Mạng. Năm 2024, năm Ất Mão gặp sao Thái Dương hạn toán tận. Thái Dương được coi là cát tinh tốt cho nam hơn nữ mạng. Thái Dương ví như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu thì khó khăn được tháo gỡ, làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng. Hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đó là một hạn lớn, gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Lưu niên mộc dục, hàng loạt tin tức tích cực sẽ tới trong tháng này với năm mạng Ất Mão. Đặc biệt là ở phương diện công danh sự nghiệp, người tuổi này có được nhiều may mắn khi vận trình khởi vượng, làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ nhiều bời, mộc dục đem đến các mối quan hệ hữu hảo. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện trong tháng, mang lại cho mệnh chủ nhiều sự trợ giúp mang tính chuyển ngoặt. Nhờ vậy, bạn có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.
Các kế hoạch của bản mệnh tiến triển êm xuôi thuận lợi, cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt khi Nam Mạng được giao phó nhiều trọng trách quan trọng, thể hiện vị thế của mình trong tập thể. Bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, bạn đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Tài lộc của tuổi Ất Mão Nam Mạng có sự tăng tiến trong tháng 6 âm này. Thực thần và thiên tài báo hiệu Nam Mạng nhận được nhiều sự hậu thuẫn trong công việc. Nhờ vậy, bạn có thể phát huy một cách cao độ, giành lấy những gì xứng đáng. Việc thăng chức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực. Nam Mạng hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên giảm bớt rất nhiều khó khăn so với việc một mình mò mẫm. Tấu thư cho thấy bản mệnh giỏi giao tiếp và điều này trở thành lợi thế của bạn. Nhờ đó mà có thể thuyết phục được khách hàng của mình tin tưởng. Thế nên, tuy thời gian này có mệt mỏi căng thẳng, nhưng bù lại là thành tích đạt được khá đáng kể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy phong thủy khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hệ, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát. Chưa mời quý nhân, quý thần tương trợ dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn. Từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Tử vi tuổi Ất Mão 1975 tháng 6 năm 2024 âm lịch nữ mạng. Năm 2024, nữ mạng gặp sao Thổ Tú và hạn Huỳnh Tuyền. Thổ Tú là hung tinh gây ra sự trở ngại về tinh thần, sự xung khắc trong các mối quan hệ, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, sau này xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Hạn Huỳnh Tuyền. Những người gặp phải hạn này thường xuyên gặp các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu và các bệnh tật không rõ nguyên nhân có thể đe dọa tính mạng của họ. Về mặt sự nghiệp, những người có hạn Huỳnh Tuyền thường gặp nguy hiểm và thất bại trong các hoạt động kinh doanh và công việc. Bên cạnh đó, họ không nên dính líu đến các vấn đề pháp lý, đặc biệt là làm chứng hay đảm bảo cho người khác, vì điều này có thể dẫn đến những hệ quả nguy hiểm cho bản thân. Lưu niên dưỡng nhập mệnh cho thấy nữ mạng Ất Mão là một người rất nhiệt huyết, cẩn thận. Chính thái độ này sẽ giúp cho bạn đạt được nhiều thuận lợi trong công việc ở tháng này. Tử vi hứa hẹn nữ mạng Ất Mão sẽ gặt hái được sự ngưỡng mộ và trở thành nhân vật quý phái, được mọi người kính trọng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày. Tháng 6 âm này, nữ mạng đánh đầu tháng đó, một số không chỉ sở hữu một khối tài sản đồ sộ mà còn chinh phục được cả sự nghiệp rực rỡ. Trong tháng mới này, việc bạn cần làm nhất chính là phát huy điểm mạnh của mình. Công việc của bạn trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực. Bạn có thể gây được ấn tượng tuyệt vời đối với cấp trên, đồng nghiệp và cả đối tác làm ăn. Phúc lộc dồi dào để Ất Mão tha hồ hưởng nếu bạn có thể đủ hào phóng ban phát tài lộc của mình cho những người kém may mắn hơn thì càng tốt. Niềm vui sẽ được nhân đôi nhân ba. Nữ mạng Ất Mão với khả năng chi tiêu chu đáo lại thêm tài tinh hỗ trợ nên nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt, tài vận khá sáng. Công việc tiến hành trôi chảy thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên. Bản mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng lên khá nhanh. Thiên tài và thực thần báo hiệu bản mệnh cũng có thể gặp được nhiều mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại, lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong tháng này. Có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Hỷ thần cát tinh, hỷ thần báo tin vui, trong nhà có hỷ sự của người thân, nhìn chung một tháng với nhiều cung bậc cảm xúc thăng hoa. Nhưng cái chính,
bạn vẫn là người quyết định tất cả. Cuộc sống do bạn làm chủ, muốn vui hay buồn đều do mình. Chỉ cần điều chỉnh một chút tâm trạng, bạn sẽ thấy mọi thứ thay đổi. Tháng này là thời điểm lý tưởng để vợ chồng hóa giải, hiểu nhầm cũng như mâu thuẫn. Người độc thân được hỷ thần trợ lực, vận đầu hoa tăng mạnh, dễ tìm được đối tượng, tìm hiểu. Các gia chủ tuổi Ất Mão trong thời gian này sẽ cần phải sử dụng vòng cổ minh quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đem theo vật phẩm này bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Cố vấn cho người tuổi Ất Mão tháng 6 năm 2024. Người tuổi Ất Mão nên làm gì? Tháng này mộc thổ tương khắc, nhưng khắc để tốt nên cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, nếu gặp sự không thuận, hãy nghĩ theo hướng tích cực và cái chung, cùng nhau nỗ lực vươn lên, ắt mọi sự lành. Gia đình có thể dùng ngũ hành hỏa để thông quan. Tuy nhiên, khi dùng ngũ hành thì nên xem kỹ về ngũ hành mệnh cục để tránh tình trạng vô tình phạm phải kỵ thần lại hung họa thêm. Người tuổi Ất Mão không nên làm gì? Bỏ cuộc trước mọi khó khăn, nghe lời xúi dục, vội vàng mà hung hại khó lường. Tháng hợp là cát, nhưng lạm dụng, thiếu thận trọng sẽ sinh ra hung, bị lợi dụng tiền mất tật mang. Và dưới đây là ba điều cấm kỵ tuổi Ất Mão cần tránh trong tháng 6 âm lịch và cách hóa giải. 1. Hiểm họa về căng thẳng tinh thần. Hiểm họa trong tháng 6 âm lịch, người tuổi Ất Mão có thể phải đối mặt với áp lực công việc và cuộc sống gia đình, dẫn đến căng thẳng tinh thần, sự mệt mỏi và stress có thể làm giảm hiệu suất làm việc và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng. Cách hóa giải: thiền định và thư giãn. Dành thời gian mỗi ngày để thiền định hoặc thực hiện các bài tập thở sâu để giảm căng thẳng. Các hoạt động như yoga, đọc sách hoặc nghe nhạc cũng có thể giúp bạn thư giãn. Tâm sự với người thân, chia sẻ những lo lắng và áp lực với gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Sự đồng cảm và lời khuyên từ những người bạn tin tưởng có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng. Sắp xếp thời gian hợp lý, lập kế hoạch công việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức. Hãy dành thời gian cho các hoạt động giải trí và chăm sóc bản thân. 2. Hiểm họa về tài chính. Hiểm họa tháng 6 âm lịch có thể mang đến những khó khăn về tài chính cho người tuổi Ất Mão. Các khoản chi tiêu bất ngờ hoặc đầu tư không thành công có thể khiến bạn gặp rắc rối về kinh tế. Cách hóa giải: kiểm soát chi tiêu, đặt ra ngân sách chi tiêu rõ ràng và tuân thủ nó, tránh mua sắm những đồ không cần thiết và hạn chế các khoản chi tiêu không quan trọng. Đầu tư thông minh. Nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính, tránh những khoản đầu tư rủi ro cao trong thời gian này. Tiết kiệm, tích lũy một phần thu nhập vào quỹ dự phòng để đối phó những tình huống khẩn cấp. 3. Hiểm họa về mối quan hệ. Hiểm họa trong tháng 6 âm lịch, người tuổi Ất Mão có thể gặp phải mâu thuẫn hoặc hiểu lầm trong các mối quan hệ cá nhân, bao gồm gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Những xung đột nhỏ có thể gây ra sự căng thẳng và rạn nứt trong mối quan hệ. Cách hóa giải: giao tiếp chân thành. Hãy luôn giao tiếp một cách chân thành và lắng nghe người khác. Sự thông cảm và hiểu biết sẽ giúp giải quyết những hiểu lầm và mâu thuẫn. Kiên nhẫn và nhượng bộ. Đôi khi việc nhượng bộ và kiên nhẫn có thể giúp làm dịu các xung đột. Hãy cố gắng tìm ra giải pháp hợp lý cho mọi vấn đề. Dành thời gian cho người thân. Hãy dành thời gian chất lượng bên gia đình và bạn bè. Thể hiện sự quan tâm và chăm sóc. Những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau sẽ giúp tăng cường mối quan hệ. Bằng cách chú trọng đến việc quản lý căng thẳng, kiểm soát tài chính và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, người tuổi Ất Mão có thể vượt qua những hiểm họa trong tháng 6 âm lịch
và tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống. Tiếp nối chương trình là tử vi tuổi Ất Mão tháng 6 âm lịch, những tuổi tương hợp và xung khắc trong hợp tác làm ăn. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Tý, nhìn chung không nên hợp tác khi mèo hợp tác với chuột, mọi ý tưởng kinh doanh tự dưng biến mất. Người tuổi Mão và người tuổi Sửu hợp tác không ăn ý, hai bên lợi dụng nhau, không tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng khiến quan hệ hợp tác rạn nứt. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Dần có thể hợp tác, hai bên biết tán dương nhau, mèo có thể giúp hổ làm nhiều việc lớn, song mèo cần lưu ý bởi hổ rất nóng tính. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Mão hợp tác khá vui vẻ, đặc biệt là mở cửa hàng bán đồ chơi cổ hoặc văn phòng luật sư, sự nghiệp sẽ sáng lạn. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Thìn hợp tác khá tốt, mèo sẽ nghe theo ý tưởng của rồng, đồng thời cũng sẽ đóng góp nhiều ý kiến cho rồng. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Tỵ có thể hợp tác, nếu muốn thành công nhất thiết phải nói ít làm nhiều. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Ngọ nên hợp tác. Ngựa là động vật sức lực dồi dào, mặc dù ngựa có thể chăm sóc bản thân, song mèo vẫn thường có trò đùa nghịch ngợm, điều này gây tổn thất cho ngựa. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Mùi hợp tác rất thành công. Mèo có thể khiến dơi làm việc hăng say, còn mèo lại thường đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất dựa vào khả năng nắm bắt nhanh nhạy của mình. Sự nghiệp nhất định sẽ phát triển thịnh vượng. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Thân, đây là sự hợp tác chẳng lợi lộc gì, hai bên chỉ làm rối tung kế hoạch của nhau, hợp tác sẽ sớm rạn nứt, nhìn chung kinh doanh sẽ thất bại. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Dậu có thể hợp tác, song hợp tác nên dựa theo mọi hành vi và động cơ của mèo. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Tuất là sự hợp tác tốt nhất. Sự thông minh và khách quan của mèo rất có ích đối với chó, mà chó lại rất trung thành với mèo, bởi vậy hợp tác tương đối vui vẻ. Người tuổi Ất Mão và người tuổi Hợi hợp tác thành công. Tài vận của người tuổi Hợi tương đối tốt, mà sự thông minh, lanh lợi của mèo sẽ chấp thêm cánh cho lợn, hợp tác đương nhiên thu được lợi lớn. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý trong từng tuần cùng với cẩm nang vượng vận trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Điều này sẽ giúp cho quý cô bác anh chị biết được thời điểm nào trong tháng 6 âm thì xuất hiện tuần lễ vàng. Tử vi tuần đầu của tháng 6 âm lịch cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Dịch mã làm chủ nên tuần mới này Ất Mão ăn nên làm ra khá đỏ trong vấn đề công việc. Di chuyển đi lại không có nhiều điều xấu tìm tới. Về mặt công việc, mọi kế hoạch đều tiến triển suôn sẻ và dễ được lãnh đạo đánh giá cao. Ất Mão cũng khá năng nổ trong công việc và được lòng nhiều người có chức có quyền, buôn bán được lòng khách hàng. Người nào có lịch đi công tác xa hoặc làm trong ngành du lịch sẽ có một tuần thuận lợi. Càng về cuối tuần, vận tài chính sẽ càng tốt hơn. Ất Mão đang muốn mua nhiều thứ cho bản thân và gia đình. Hãy mạnh dạn xuống tiền sau khi cân nhắc hợp lý. Đường công danh cũng hanh thông, bạn làm gì cũng đạt được kết quả xuất sắc. Số tiền bạn bỏ ra để đầu tư cho bản thân không hề lãng phí. Chuyện tình cảm tuần này khá khả quan. Ất Mão với một người đang để ý cũng đang bắt đầu tìm hiểu về đối phương và nói chuyện tương đối hợp nhau. Về sức khỏe, Ất Mão cần đặc biệt chú ý đến giờ giấc sinh hoạt nên ngủ sớm dậy sớm thay vì liên tục thức khuya như hiện tại. Khẩu quyết, công việc suôn sẻ, càng làm càng thấy hăng hái, cho ra nhiều kết quả mỹ mãn. Quý nhân, Hợi, Mùi, chủ nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng, con số may mắn 55, 90, 86 và 35. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 6 âm lịch cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 như sau. Thiên cẩu khiến tuần mới của tuổi Ất Mão khá đau đầu vì công việc càng ngày càng khó thoát khỏi mớ rắc rối hiện tại. Nhưng bù lại, ảnh hưởng tốt từ các tinh thiên vu giúp bạn giải trừ được một số tai họa lớn. Tuần này,
tuổi Ất Mão nên an phận thủ thường, đừng tham gia vào bất cứ cuộc tranh cãi nào ở cơ quan và cũng đừng kiện tụng cãi cọ với bất cứ ai. Một điều nhịn là chính điều lành. Cuối tuần mọi thứ có vẻ ổn hơn, đầu óc bạn được giải tỏa căng thẳng, công việc nhờ đó cũng suôn sẻ hơn. Mặc dù cơ chấp này kiếm được không ít tiền bạc, nhưng vì có nhiều tình huống nảy sinh bất ngờ khiến tài lộc hao tổn không ít. Thời gian này bản mệnh đủ ăn đủ tiêu đã là một may mắn lớn rồi, nên đừng đòi hỏi nhiều. Đầu tuần coi chừng làm rơi tiền hoặc mất tiền vì sự chậm trễ của bản thân. Trong các mối quan hệ ngoại giao, đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài của người khác để kết bạn. Sự giàu có của họ không liên quan gì tới một xu của bạn. Bản mệnh và nữ kia đang có một tình yêu tuyệt vời, đúng như mong ước của bao người thèm khát. Hãy giữ lấy hạnh phúc mà mình đang có. Khẩu quyết: đề phòng có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm nhiều cách hãm hại. Quý nhân: Tuất, Dần, Tiểu nhân, Tý, Ngọ, màu sắc may mắn: xanh lá cây, xám, con số may mắn: 30, 22, 18 và 76. Tử vi tuần thứ 3 của tháng 6 âm lịch cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuần mới Ất Mão may mắn được rỡ nhờ có ảnh hưởng tích cực từ các tinh Thái Dương đi cùng dịch Mã. Mọi sự hanh thông càng năng động càng nhanh phát triển và lộc lá đến nhiều hơn cả mong đợi. Một số bạn tuổi Ất Mão có ý định chuyển việc hoặc nghỉ việc. Đây là quyết định nghe thì tương đối mạo hiểm, nhưng thực ra lại rất hợp lý trong tuần này. Bên cạnh đó, nam mệnh tuổi Ất Mão dễ gặp được quý nhân tương trợ bất ngờ. Nữ mệnh thì bản lĩnh có thừa, có gan làm ăn, cày cuốc hơn hẳn bạn bè xung quanh, làm gì cũng đỏ. Nhiều người liên tiếp nhận được những hợp đồng lớn, làm nghề kinh doanh có khách ủng hộ đông hơn lúc trước. Tiền bạc hanh thông, tương lai rộng mở nên bạn nhất định phải cố gắng trong công việc của mình. Ai muốn cầu lộc cầu tài thì tranh thủ những ngày đầu tháng bạn có duyên với thần tài. Tiền bạc có rồi thì cũng phải quan tâm sức khỏe một chút nhé. Đừng chỉ biết làm việc rồi quên ăn, quên uống. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tình cảm của bạn với nữ kia đang mặn nồng. Bạn đúng là may mắn khi đang được tận hưởng những ngày tháng đầy hạnh phúc, mặc kệ lời gièm pha của thiên hạ. Khẩu quyết: tài chính duy trì ở mức ổn định, thu chi cân đối, có khoản để tích lũy. Quý nhân: Thìn, Hợi, Tiểu nhân: Dậu, Tý, màu sắc may mắn: vàng, xanh lục, con số may mắn: 45, 83, 91 và 20. Sau cùng là tử vi tuần thứ tư của tháng 6 âm lịch cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tử vi tuần mới có 12 con giáp dự báo vận trình của tuổi Ất Mão có phần tươi sáng hơn mong đợi. Công việc vẫn tiến triển tốt đẹp nhờ ảnh hưởng của Bách Việt. Vận mệnh tuần này sẽ thăng hoa dưới sự dẫn dắt của quý nhân Ất Mão. Hãy lợi dụng hoàn cảnh để tạo đà và tiến triển suôn sẻ. Không cần sợ làm sai, cho dù sai cũng không cần phiền muộn. Cuộc sống có sai có đúng, mỗi lần sai là một bài học giúp bạn có thêm kinh nghiệm cho công việc trong tương lai. Thời gian này, Ất Mão làm kinh doanh, muốn lộc lá hơn thì nên chăm chút cẩn thận cho bàn thờ thần tài, ông địa ở cửa hàng. Người nào đi xa nên có kế hoạch chuẩn bị trước tiền bạc và giấy tờ để tránh xảy ra sai sót. Đầu tuần thu nhập sẽ ổn hơn cuối tuần. Cơ chấp này nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm thì mới có thể giành được hạnh phúc cho mình. Bạn bè đưa tay ra giúp đỡ bạn là một việc đáng để biết ơn. Nếu tuần này họ không thể giúp đỡ cũng không nên trách cứ, càng không nên nuôi hận trong lòng. Khẩu quyết: sức khỏe duy trì ổn định, tất cả đều nhờ tinh thần phấn khởi thoải mái. Quý nhân: Dần, Thìn, Tiểu nhân: Mão, Tỵ, màu sắc may mắn: xanh lá cây, be, con số may mắn: 54, 73, 86 và 24. Phần cuối cùng của luận giải Tài Lộc TV xin gửi tới những lời khuyên quý giá để bản mệnh Ất Mão tận dụng triển vọng tốt nhất trong tháng 6 âm lịch. Cổ nhân dạy: đời người thà sống bằng hàng mà vui vẻ còn hơn giàu sang mà gặp họa. Sống mà vất vả như vậy thì liệu có đáng không? Đời người hiếm khi quá được trăm năm,
có người chỉ vài chục, nếu chỉ dành theo đuổi vật chất thì khó mà an yên. Có người ta, nếu có thể kiềm chế được ham muốn, dục vọng của bản thân, biết thế nào là đủ, thế nào hạnh phúc, thì chắc chắn cuộc sống sẽ an yên. Nhưng nếu để cho tiền làm chủ, thì thảm họa sớm muộn cũng xảy ra mà thôi. Làm người đừng vì tiền mà không biết điểm dừng, thậm chí đánh mất đi đạo đức của bản thân. Cổ nhân đã dạy, tiền bạc vốn dĩ là những thứ không thuộc về mình. Khi sinh ra không mang đến thì chết cũng không thể mang theo được. Nếu vậy thì hà cớ gì cứ phải tranh đấu dùng thủ đoạn để có bằng được. Người ta dẫu có được thì cũng không thể cảm nhận được hạnh phúc, lại càng khó có được cuộc sống vui vẻ, vợ chồng yêu thương lẫn nhau. Xã hội thời nay truy cầu vật chất quá nhiều, tâm con người ta khó có thể mà an yên được. Tâm bất an thì ăn sẽ không ngon, ngủ cũng không thấy yên, dần dần sẽ sinh ra nhiều bệnh tật mà thôi. Sống mà vất vả như vậy thì liệu có đáng không? Đời người hiếm khi qua được trăm năm, có người chỉ vài chục, nếu chỉ dành theo đuổi vật chất thì khó mà an yên. Cuộc sống phải biết đủ, làm việc cần có mức độ, làm người phải hiểu được thỏa mãn. Sinh dễ dàng, sống dễ dàng, nhưng sinh sống lại không dễ dàng. Rất nhiều sự tình chỉ cần cố gắng hết mình, còn lại hãy phó mặc cho số phận. Cuộc sống tuy có trăm cản ngàn trở, nhưng chủ yếu là để xem bạn đối mặt thế nào. Nhân sinh có thước, làm người có độ. Cổ nhân dạy, làm người đừng vì danh lợi mà đánh mất đi lý trí, gây tổn hại cho người khác. Phúc đức cứ tiêu hao, rồi thì tai họa sẽ càng nảy sinh mà thôi. Cảm ơn quý vị, cô bác và anh chị đã quan tâm theo dõi Tài Lộc TV. Chúc quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh biết chủ động và nắm bắt được thời cơ của mình, phòng tránh được những tai ương và bất chắc của quý vị để có một tháng 6 tấn tài tấn lộc, tiền bạc dồi dào. Còn bây giờ, xin chào, nếu hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.